mong mỗi là con nhìn thấy cái hình ảnh của má của con như vậy á, má chỉ mong con trở về với má đi, chứ má thương con nhiều lắm. Má không có tiếc tiền tiếc của đâu, má chỉ tiếc mạng con thôi. Khổ quá. Dạ con chào cô. Dạ. Cô có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô tên là gì? Dạ, tôi tên là Bùi Thị Diễm Trọng. Cô Trọng là quê quán ở đâu đây? Quê quán ở Hòa Tân, xã Mỹ Đức, huyện Phùng Mỹ, tỉnh Bình Định. Bình Định ha. Hôm nay cô vào đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp cô gì đây? Hôm nay mình vô đây cũng nhờ anh em hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải này giúp cho mình tìm lại đứa con trai nay 26 tuổi. Con cô họ tên là gì? Nguyễn Hoài Vĩ. Nguyễn Hoài Vĩ ha. Ừ. Con của cô là như thế nào đây? Bỏ đi hay là ra sao? Là sáng ngày một toi á, một dương á, cháu nó xách xe đi làm. Thì chiều lại là anh nó về thấy không có nhà gọi nên là không được. Xong nhắn tin nó cũng không trả lời. Xong rồi báo về nhà, về nhà là mọi người đều gọi hết, gọi miết tới đến ngày ba ta dương á là cái máy nó hết điện, là không điện được nữa. Là từ ngày đó ba dương đến nay là ngày 15 là không liên lạc được cháu luôn. Lúc đi đó là đi tại địa phương hả cô? Đi là tại Bình Định hả? Không, lúc đi làm đó là cháu nó đang ngủ trứ ở không, nó đang ở trọ trên đường trên quận 9 á. À, ý là làm ở Sài Gòn? Đang ở làm Sài Gòn. Con nhà mình làm ở Sài Gòn lâu chưa cô ha? Nó làm bữa ngày 26 tháng 1 dương á. Vậy là cũng 5-6 tháng rồi mà. Vô làm 5-6 tháng rồi. Là ở đấy với ai? Ở với ông anh của con của ông cậu. Anh bà con. Hai anh em ở chung phòng hả cô? Ở chung phòng nhưng mà anh thì đi học, còn em thì đi làm. À, vậy là người anh bà con là học đại học ở trong đấy? Học đại học. Còn con nhà mình thì đi làm thuê ha? Đi làm, cháu nó đi làm vỉ marketing, vỉ để quảng cáo marketing á. Dạ. Vậy là cái ngày cụ thể là cái ngày mùng 1 của tháng 7 này hả cô? Ngày 1 của tháng 7. Là con trai nhà mình đi đâu đó là đi luôn cho tới giờ? Là sáng ngày 1 tháng 7 là cháu nó xách xe nó đi làm. Nó đi làm rồi là chiều nó không về, là anh nó gọi rồi cả nhà gọi là từ ngày đó luôn. Là mất thông tin liên lạc luôn? Mất thông tin. Gọi không được luôn? Gọi không được luôn. Đến ngày nay cũng không có, cái hình như cái máy mất luôn liên lạc luôn không? Cô vào Sài Gòn chưa? Cô vào chỗ anh gì đó bà con chưa? Vô rồi. Mình có hỏi hết sự việc chưa? Nói chung là cô vô đó nhưng mà mới có ngày hôm qua nó cũng còn gấp á, nên là chưa có lên trên phường báo cáo. Không, ý của con hỏi là cô đã trao đổi với lại cháu của cô chưa? Cái đó là trao đổi với cháu rồi, cũng tìm hiểu mấy đứa bạn xung quanh rồi. Nói chung là cũng, mình không có báo cáo công an phường nhưng mà mình thăm dò chỗ bạn bì rồi, nói chung là đi tìm. Cháu của cô là có chia sẻ là gần thời gian mà gần cái ngày mùng 1 bỏ đi là con trai mình có điều gì bất thường không? Nó cũng không có gì là bất thường, cũng đi làm bình thường. Mà trước đó là những ngày đó là cái xe nó hư nó bỏ trên quận 12 á, là hầu như là mất gần 3 tuần. Cái xe hư mà sửa lâu nhỉ, được sửa xong rồi. Cái ngày 30 á, nó có gọi về cho cô, nó nói là mẹ ơi mày cho con thêm 2 triệu để trả tiền sửa xe. Thì cô có nói là cái xe nó, cái xe đó nó xịn vậy mà hầu con đem vô trong tiệm Honda con bỏ được thay đồ mới đi, chứ còn sửa đồ nó không, vì tiệm nó làm móng an toàn mà sửa đắt nữa, sửa tới 6 triệu bạc dữ vậy. Rồi là cũng nói thì nói chứ mà vẫn chuyển tiền. Trước giờ là con trai nhà mình đi làm có gửi tiền về quê cho mẹ không? Nó trước đó là nó bị trầm cảm. Cho nên là mình, cô cũng không cho cháu đi làm. Nhưng mà thấy ở nhà là từ đầu năm tới giờ? Từ đầu năm tới giờ thì cái nó bị mất ngủ.
chứ còn nó cũng vẫn đi đi làm rồi, nó cũng giao tiếp anh em đồ bình thường. Không, ý của con hỏi là từ đầu năm tới giờ là con trai nhà mình đi làm có gửi tiền về cho cô không? Nó làm cũng đủ nó ăn à, không có Đủ ăn thôi à? Là không có dư giả không có à? dư. Lần này còn xin tiền mẹ để vào sửa xe. Đúng Mà có rồi, phải là xe có phải hư thật không? thì Thái lên trên mạng thì Thái nó có liên hệ với một cái chủ xe cũng ở trên quận 12 á, Liên hệ làm gì? nó liên hệ để sửa xe. Là đó là mình lên trên mạng trên cái máy vi tính để nhà, chỉ còn nói chung là các cái nguồn điện thoại đồ là nó không còn liên lạc được nữa. Giữa con trai nhà mình với lại cháu bà con nó có trong cái thời gian vừa rồi có cự cãi gì không? Không, anh em nó rất là Có thuận hòa thuận hòa, không? anh em thuận hòa. Cái tính của thằng con của tôi, của cô là nó tàu lắm, nói chuyện kiểu là nói chuyện biết biết chuyện, hiểu chuyện lắm. Biết trên biết dưới đúng không ạ? Người nhìn thiệt thà. Lần này đi là mang theo một chiếc xe. Xe đó là xe biển số bao nhiêu cô? Cô không có, Không nhớ hả? không Xe nhớ. màu gì? Chiếc xe màu đỏ, Xe đó là xe hiệu gì cô? Xe đó là Vision hả? Vision hả? Không phải, không phải Tay Vision. ga hả? Cái chiếc đó là chiếc tay tay côn, Tay côn tay hả? côn số, Accenter hả? cũng không phải Accenture, cái chiếc loại mới ra này Raider hả? là Satria, Sonic. À, của Suzuki phải không? chiếc Vin gì đó. Vậy là từ ngày mùng 1 cho tới nay là hôm nay là 15 rồi. Vậy là 14 ngày trời là mình chưa có tin tức gì gọi điện cho con không được. Cô đang sợ điều gì đây? Sợ thì cái kiểu như là mình cũng sợ là nó lạc qua Trung Quốc ha, rồi là sợ Sao mà là lạc qua Trung Quốc được cô? rồi sợ là coi như thì người ta bắt cóc qua Trung Quốc á Sợ là người ta lừa bán quả cam đúng đó, không? à quên nha, Campuchia đúng Campuchia không? chưa, rồi còn một phần nữa là cũng Cô sợ để thấp tấm là hình xuống ai nào. ai đấy kiểu còn làm cái gì mình thì không biết nữa, chỉ mong sao bây giờ mong mình tìm được lại con mình thôi. Cô Mà hãy bây nói cái giờ điều gì đó với con cô đi. Cô gọi con cô về đi. má mong mỗi lần con nhìn thấy cái hình ảnh của má của con như vậy á, má chỉ mong con trở về với má đi, chứ má thương con nhiều lắm. Má không có tiếc tiền tiếc của đâu, má chỉ tiếc mạng con thôi. Khổ quá. Sáng ngày hôm nay Má rất nhiều thương trường con hợp. nhiều lắm Vĩ ơi, mới con biết không, từ ngày con đi mà má điện được là má không ngủ được, má nghĩ má sẽ phát bệnh ra Vĩ ơi. Chị con ba con ở nhà lo lắm, ngày hôm qua chị ngồi này chị trào trực nhất. Con ở nơi nào đấy, con mong mau nhanh chóng trở về, nhưng con không đâu bằng mái ấm gia đình của mình, con không có ai mà thương bằng cha bằng mẹ bằng chị của con đâu. Hy vọng rằng là em trai xem được video này thấy mẹ của em về đây nhờ các chú các anh. Hiệp sĩ Bình Dương đi tìm em thì em đang ở đâu đó, em phải sớm quay trở về để đoàn tụ với mẹ, hoặc tới giờ phút này mà em chưa về được thì em cũng phải báo tin về cho mẹ, cho gia đình để gia đình yên tâm. Tới giờ phút này mà mẹ về đây, mẹ thật sự rất buồn, rất nghẹn lòng, mẹ đang khóc đấy. Nên mà mong rằng em xem được video này thấy hình ảnh của mẹ thì hãy sớm liên hệ về với gia đình để gia đình yên tâm hơn nha em trai. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại là 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm được cái thông tin của em trai này ở đâu để giúp em trai này sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Cái sự việc của cô thì anh em đã ghi nhận cô nhá. Giúp cô là hoàn Cảm toàn miễn ơn cái phí cô nhá. đội hiệp sĩ này, Dạ. cũng mong cho đội hiệp sĩ này đạt thành công. Thì hôm nay cô về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con.
Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Tôi đồng ý. Vậy tôi cũng mong mỗi con trai mình trở về với mình, và cũng cầu chúc cho các anh em được nhiều sức khỏe để còn làm những việc có nghĩa hơn, có ích cho xã hội nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ thưa cô chú anh chị thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 7, anh em ghi nhận rất nhiều cái trường hợp mà các bậc làm cha làm mẹ về đây để nhờ anh em đi tìm con. Đặc biệt rằng là rất nhiều bé lứa tuổi đời còn rất nhỏ, 13, 14 tuổi, đặc biệt là bé gái bỏ nhà đi. Nguyên nhân lý do chính là chơi mạng xã hội, vì rồi là bị những cái người bạn trên các trang mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi. Chính vì điều đó nên anh em mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ khi cho con em mình độ tuổi dưới tuổi vị thành niên chơi điện thoại thì mình phải kiểm tra biết được con em mình chơi những cái trang mạng nào và có những cái mối quan hệ bạn bè nào trên mạng xã hội, để tránh các trường hợp là con em mình bị dụ dỗ rồi bỏ nhà đi. Thật sự đó là cái điều đáng tiếc. Nên em mong rằng là tất cả các cô chú anh chị, các bậc phụ huynh hãy quan tâm các con em mình nhiều hơn nữa. Đừng lấy lý do ra đó là quyền riêng tư của các con nên mình không kiểm tra. Nếu mình mà vì lý do là quyền riêng tư của các con mình không kiểm tra thì sau này sẽ có những cái điều mình hối tiếc, mà lúc hối tiếc thì đã muộn màng rồi. Nên rất mong tất cả cô chú anh chị hãy quan tâm các con nhiều và hãy quản lý cũng như là dạy dỗ các con khi mà các con chưa đủ tuổi trưởng thành, thì mình phải tư vấn cảnh giác cho các con hiện nay là trên mạng xã hội cũng như là ngoài đời rất nhiều các chiêu trò lừa đảo rất là tinh vi cũng như là rất là phức tạp, để cho con em mình tránh các trường hợp là bị sập bẫy. Cuối video thì chúc cô cũng như gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai sớm quay trở về cô nhé. Em cũng xin chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.